Đội khách mời sẽ là đội chơi đầu tiên. Áp lực tâm lý chắc chắn có, nhưng các bạn hãy cứ bình tĩnh, bởi vì tôi tin chắc chắn là những người con gái rất là quen thuộc với những loại trái cây mà thôi. Trong vòng 60 giây, cố gắng từng người một trả lời một cái tên, bắt buộc phải lần lượt từng người đang sang so le nhau như vậy. Ngay sau đây sẽ là đề bài. Trong 60 giây, hãy kể tên những loại trái cây phải bỏ cái lớp vỏ bên ngoài ra thì mới ăn được. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Măng cụt, quýt, mãng cầu na, cam, mãng cầu xiêm, dừa, đu đủ, thanh long, lê, na, dưa hấu, bưởi, sambuche, sầu riêng, chè chuối, thanh long, chôm chôm, quả sung, cau, và dứa. Hết giờ. Rất tốt, rất tốt, rất giỏi. Các bạn làm rất tốt. Wow, rất là bình tĩnh. Chờ đợi xem lát nữa hợp lệ được bao nhiêu đáp án. Và bây giờ sẽ là phần thi đấu của đội chủ nhà. Xin mời quý vị. Phúc Zalo với Lan Ngọc Xuyên lưu ý rằng chúng ta lần lượt từng người kể ra một cái tên. Dạ. Trong 60 giây, hãy kể tên những loại trái cây mà phải bỏ cái lớp vỏ bên ngoài ra thì mới ăn được. 3, 2, 1, bắt đầu. Chôm chôm. Nhãn, măng cụt, cái gì bên kia ghét kìa, trái, xoài, dừa nó rồi, trái thanh long, đúng rồi, rồi trái, bà kia bà ghét kìa, khế đúng rồi, khế, ô khế lột vỏ không, xoài, xoài. Sầu riêng. Đúng rồi đó. Sầu riêng thì giống cái gì? Sầu riêng giống cái gì? Dưa leo. Đây là chỗ ăn được mà. Ủa có không? Được. Kể đi, đừng cãi mất thời gian. Cái chanh. Nãy nói rồi đó, nói. Ừ. Chanh. Ừ. Tiếp đi. Sầu riêng giống cái gì? Trái. Tô nữ. Mít tô nữ. Không phải. Thì mít tôm nữ. Sao nói chơi mít thì nói chơi tôm nữ. Chơi tôm nữ thì chơi gì? Nhiều chuyện nghe ảnh hưởng. Người ta thương người ta mới nhắc. Tự nhiên còn trách người ta nữa. Không thương người ta thôi chứ. Không ôm hùng cái thôi chứ. Tự nhiên không còn trách người ta nữa. Nên đổi MC. MC của chương trình đang có một cái linh cảm không lành dành cho đội chủ nhà lắm. Chúng ta cùng kiểm tra đề bài và đáp án nào. Kính thưa quý vị, trên tay ngoài đá bơi chính là kết quả cuối cùng đến từ những lượt trả lời của cả hai đội, đội chủ nhà và đội khách mời ngày hôm nay, với chủ đề là hãy kể tên những loại trái cây mà chúng ta phải bỏ cái lớp vỏ bên ngoài ra thì mới ăn được. Thì đội chủ nhà với đội khách mời đều rất là thông minh và kể ra rất là nhiều cái tên loại trái cây, đặc biệt là đội song sinh nha. Hai chị em phối hợp rất là ăn ý và kể ra lia lịa luôn. Gần như thời gian đã gần hết mà họ vẫn muốn kể thêm rất nhiều cái tên. Nhưng mà thật đáng tiếc đã xảy ra rất nhiều trường hợp là bị trùng lặp với nhau. Các bạn đã trả lời lại nè. Còn đội nghệ sĩ thì chúng ta cũng kể ra khá khá đó. Nhưng mà những cái loại như là dưa leo nè là chúng ta ăn được vỏ. Còn một số loại như là dừa hay là thanh long thì các bạn lặp đi lặp lại khá nhiều. Nên chúng ta chỉ tính là một lần mà thôi. Và tỷ số như sau. Đội nghệ sĩ có 9 đáp án hợp lệ. Chúc mừng các bạn. Còn đội khách mời gần gấp đôi thôi, 16 đáp án. 16 đáp án. Khủng khiếp chưa? Rất thông minh, quá tuyệt vời. Các bạn hoàn toàn xứng đáng với phần thắng ngày hôm nay và chứng tỏ được cái sự gắn kết của cả hai chị em. Và bây giờ sẽ là phần quà. Xin mời. Bạn giải thưởng nặng quá mọi người ơi, 11 triệu lận đó. Hiếm hoi lắm, có mới có đội mà giành được trên 10 triệu lận.
Xin mời đội dạ, chủ nhà. Cảm ơn. Đội chủ nhà trao tặng cho đội khách mời giùm em. Ủa? Coi như là một cái vinh dự đó. Được nghệ sĩ tặng quà đó, nhận lời. Được nghệ sĩ tặng quà. Rồi, chúc mừng em. Tặng em nha. Có lời chúc và lời động viên nào không ạ? Chúc em học giỏi hơn nè, đó theo đuổi được cái mong ước của mình, nghề nghiệp của mình và càng ngày càng dễ thương xinh xắn hơn nữa. Dạ, em cảm ơn ạ. Còn Xuyên? Còn lời chúc của chị là như trên, như anh Phúc. Chứ không biết chúc gì nữa. Nhưng mà mình có ấn tượng gì không khi ngày hôm nay đội khách mời là một cặp chị em song sinh rất là tài năng? Dạ, không những tài năng mà còn rất là dễ thương. Bởi vì con gái Lâm Đồng dễ thương vô cùng. Các đoạn này giùm em. Không, vỗ tay đi, tại vì khán giả Lâm Đồng đang coi chương trình mình nhiều lắm. Vỗ tay đi. Còn Phúc Zalo cảm thấy cái sợi dây liên kết giữa hai chị em song sinh này như thế nào? Ban đầu thì cứ nghĩ là hai chị em là không hiểu với nhau. Đó. Bởi vì nói cái phần chơi đầu tiên thôi là thấy còn hơi lúng cúng rồi. Dạ. Nhưng mà càng về sau có vẻ hai chị em càng hiểu với nhau hơn, đỡ rung hơn rồi. Đó, nhưng mà hai em vẫn còn hơi hiền. Cảm ơn Ngọc Xuyên, cảm ơn Phúc Zalo rất nhiều. Còn với hai chị em cảm nhận như thế nào về người đồng đội của mình? Ái Thanh nói trước đi em. Dạ, sau chương trình hôm nay á thì em cảm thấy là chị em vẫn có vẻ như là hiểu em rất là nhiều. Đúng rồi. Bình thường ở nhà thì em cũng ít nói chuyện với nhau dù là chung, nhưng mà qua chương trình hôm nay em nghĩ là phải tranh cãi hơn nhiều nữa để hiểu nhau hơn. Còn Phương Thanh thấy Ái Thanh như thế nào bữa nay nè? Dạ, em cảm thấy Ái Thanh hôm nay lên chương trình là bạn ấy đã cởi mở hơn, chịu tương tác với em hơn. Như vậy tốt quá. Hy vọng là cả hai cố gắng mình va chạm ở ngoài xã hội, ngoài thực tế nhiều hơn nữa để mình cá tính hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Nào, trao cho nhau một cái ôm thật là đồng thấm đi. Dễ thương quá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúc cho tất cả mọi người của đại gia đình Bí Ẩn Song Sinh luôn tràn trề năng lượng, sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay.